đi hết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên rồi các bạn, nối vào đường 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 Hà Nội Bắc Giang rồi, Bắc Giang Lạng Sơn rồi. Nhưng em đi hướng về hướng Hà Nội để chuẩn bị lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, sau đó là qua Hưng Yên, qua Hải Dương. Lúc đấy mới lại xuống cao tốc đến Hải Dương, từ Hải Dương phải đi xuống khoảng tầm 6 đến 8 cây nữa. Thì dự kiến là tầm khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi nữa thì mới đến nơi các bác nhá. Chuẩn bị rẽ vào đường qua cái cầu vượt này là rẽ vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đây, nếu mà rẽ trái là sẽ vào đi vào hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng này. Rẽ phải là tiếp tục rẽ vào trung tâm Hà Nội các bạn. Đây, cầu Vĩnh Tuy, Long Biên này, đây, Hà Nội Hải Phòng. Đi trên cái cầu vượt này. Xuống cao tốc rồi các bạn ạ. Đây là đường đi từ chỗ cao tốc vào thành phố Hải Dương, đẹp không bác? Đoạn đường này đoạn đường mở, mới mở, gọi là mới thôi nhưng cũng mở từ lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì hai bên nó toàn là những cái khu dân cư cũng như là kiểu như là khu quy hoạch mới ấy, cho nên là đường rất là rộng rãi, đẹp. Phía đằng kia còn rộng thênh thang, không thấy nhà cửa gì, đường này nhựa mới tinh. Đấy. Đây là có những cái công ty, nhà máy ô tô gì đây này, đồ ô tô cũ hay sao này, đây như thế này. Úi giời ơi, mua bán trao đổi ô tô cũ này. Đấy, đồng lắm, nhiều lắm. Việt Bắc Ca mà cũng có khoảng tầm 70 con như thế, 100 con như thế thì bán sướng lắm các bác ạ. Rồi, tiếp tục hành trình qua thành phố Hải Dương mất 10 qua thành phố Hải Dương khoảng 14 cây thì lúc đấy mới đến cái vị trí xem xe các bác nhá. Lại rẽ sang quốc lộ 5 các bạn, hướng đi Hải Phòng. Đấy. Đường là đường quốc lộ 5 mà rất nhiều container luôn. Container thì có nghe lẽ rằng là những cái con xe này mà đi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì tốn kém lắm. Và hiện tại thì họ vẫn đi đường này thôi để cho là giờ tối giản cái chi phí. Bởi vì là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thu phí hơi cao. Container nó toàn thường xuyên đi đường này và tất cả những dòng xe tải lớn đều đi đường này hết. Xe con Hà Nội Hải Phòng thì nó bắn toàn cao tốc và đường này toàn xe to. Đi đường này phải nói rằng là ai mà không vững tinh thần một tí thì hơi khó đi các bạn. Bởi vì là xe con thì ít mà xe tải, xe khách thì nhiều đấy. Ông container này véo phải ông lắp vắt ở bên này luôn này. Đấy. Đây bên cạnh nữa này. Đấy, cụ container cứ lừ đi này. Đấy, cụ này còn vượt lên tiếp này này. Ui giời ơi, đồng lắm. Còn hơn chục cây nữa các bạn. Nhưng mà đường thì vẫn tắc lắm này. Quốc lộ 5 này. Đấy. Đường vẫn tắc lắm này, để em gọi cho khách cái. Của bác này thì là bác ấy giới thiệu là xe của bạn, bác ấy bán thôi chứ không phải xe của bác ấy. Alo. Anh Hùng ơi. Anh nghe không? Em còn 12 cây nữa anh ạ. Em đang ở trên quốc lộ 5. Rồi rồi, ok. Vâng. Để đến nghe xe đổ rẽ phải nhé. Em cứ đến đúng cái vị trí anh gửi cho em nhé. Cứ đến vị trí đấy, nhưng mà đấy là vào chợ đang ở đấy, ông chị trả vào chợ. Đấy chưa? À, thế bây giờ cứ đi đến đèn xanh đèn đỏ là rẽ vào đấy, mà mình không rẽ vào chợ nữa, không rẽ, cứ đi thẳng rẽ phải là cứ đi, vẫn đi vào thẳng vào thôi. Em đã biết cái chỗ đấy nó như nào đâu. Cứ đi đến cái chỗ rẽ, bắt đầu rẽ vào đấy là nhưng em bây giờ là bây giờ thì em chỉ anh ở đấy luôn, mà anh ở ngay đèn xanh đèn đỏ luôn. Bây giờ thì sáng anh có ngồi ở vị trí đấy gửi vị trí cho em không? Sáng ông mới ở vị trí ở chợ cơ, bây giờ không phải ở nhà ông, bây giờ thế bây giờ anh gửi cho em cái vị trí của anh này, em đến đúng cho anh luôn. Rồi anh đang đi. À, vâng, em còn chục cây nữa đến rồi. Vâng ạ, ok. Vâng. Ok. Đấy, bác ấy giới thiệu để cho người bạn mà bác ấy bán con xe khác, mua con xe khác. Đấy, thì không biết là có vào việc đấy không, thì hiện tại là hai anh em cứ đi đã. Nhưng mà trên đường đi thì các bác biết đấy, trên đường đi thì bọn em thường xuyên có những cái thay đổi, phải nói rằng là không biết đường nào mà lần. Đấy. Em lại hẹn một khách nữa ở Nga Sơn Thanh Hóa rồi. Về đấy để xem con Accent bản đủ số sàn đấy 019 rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì các bác thấy không, bây giờ đã là 4 giờ 15 rồi. Nếu mà hai anh em có đi từ đây về Nga Sơn Thanh Hóa là tầm khoảng 120 cây nữa. Đấy, thì khả năng là nếu mua được con này thì em sẽ gửi lại ở đâu đó và hôm sau xuống lấy thôi, còn bây giờ thì lại để bọn em lại hành trình đi về Nga Sơn Thanh Hóa. Đấy, nhưng mà tất cả mọi việc thì đều không biết trước được cái gì, mà cũng chưa biết được rằng là cái xe này nó có mua được hay không cơ. Đấy, thế cho nó mới hay. Bây giờ thôi hai anh em lại cứ tiếp tục đi thôi nhá. Hôm nay mà biết thế rủ thêm chú Quang đi nữa thì có phải là có người lái xe về không, nếu trường hợp mua được, còn nếu không thì lại phải gửi tạm ở đây. Nhưng mà cũng không ngờ là lại có xe ở Nga Sơn Thanh Hóa luôn. Rồi em đi hành trình tiếp. Đang gọi điện cho khách các bác ạ.
rẽ phải, đi đường 5 rẽ phải nó vào một cái cổng làng gì đấy. Anh nghe rồi. Anh ơi, đi đường 5 rẽ phải cái thì vào cái cổng làng đấy à? Ừ, vào cổng làng cứ đi thẳng đi. À đi đi vào vào. Anh sẽ trả vị trí cho em rồi đi. À đấy à, vâng vâng, để em xem lại, quay đầu đi em ơi, quay đầu lại. Đi thẳng vào cổng làng cơ. Đi thẳng vào cổng làng, quay đầu. Ai cha. Cam 60 này. Đi hay phết. Đường đi đúng quay lại rồi. Đấy các bác ạ. Lúc bác ấy gửi vị trí thì cách đấy khoảng tầm mấy trăm mét. Đây là cái khu công ty gì đấy này. Mày thao tác nhanh cái này, cái từ là thế nào? Không biết dùng à? Không biết dùng, ừ. Quen. Để khách nhà, à, để xe khác cũng đợi kìa. Từ đấy. Từ an toàn cho anh. Đấy, xe anh còn giật giật đây. Đúng tàu. Xe tàu. Đây ra cái cổng làng ở phía kia các bác nhá. Cổng làng này vừa nãy em có xem qua thì nó là tên cổng làng gì em quên mất rồi. Nhưng không biết ở trong đấy thấy đường có vẻ là hơi nhỏ nhỏ. Ở mãi khu này nhưng mà đường này vẫn nhỏ lắm các bác này. Đấy, đường ven đường tàu, chỗ này rẽ phải. Đấy, rẽ phải để em xem, chia sẻ các bác xem đây là cổng làng gì nào. Đấy. Cổng, rồi rẽ phải. Làng văn hóa thôn Bắc các bác ạ. Đấy, khá là đông. Chợ cho các thứ là rau cỏ, thứ là để hết ra ngoài đường luôn. Đây, để ra hẳn ngoài vạch trắng của đường luôn. Đấy, bàn ghế cây hẳn ra ngoài đường luôn. Không có chỗ đậu xe. Không có vỉa hè. Không có một tí vỉa hè nào luôn ấy. Như thôi, cái đường này là đường từ ngày xưa rồi. Xong rồi sau này mở rộng ra thì nó lấn vào như này là cũng phải thôi các bác. Cũng không tránh được, muốn đường to hơn mà. Thì làm nào mà ấy được. Rồi, em tiếp tục di chuyển để đến vị trí xem xe. Đấy. Đây, nhìn xa đã thấy vẫy mình rồi. Một bộ quần áo xanh gì này. Con Accent này này. À, dẫn đi. Nháy đèn. À, từ xa nhìn thấy con xe Beijing này của mình luôn. À, rẽ vào đây à. Biển 59509. Đấy à. Biển này định danh này cũng được ấy chứ. 59509. Đấy. Thì bây giờ mới vào tận nơi. Chắc là bác này bác ra bác ấy đón rồi các bạn. Bác ấy đón rồi. Thế nên là xem như nào. Con này con Accent thuộc đời 017, bản đủ số sàn. Đấy. Thì những cái bác nào mà anh em nào mà mua cái con xe kiểu như thế này để mà về, đặc biệt là thanh niên, để mà về ví dụ như chạy thêm dịch vụ đi gia đình thì phải nói là tuyệt vời. Đấy. Em cứ đi bám sát đít đậu thì cũng được. Anh xuống nhà xuống đâu. Cổng này, okay. Không mở cửa. Ok. Ai xa. À, đậu sát vào. Đấy, đi ngoài trên con xe tàu của em chinh chiến khắp miền mọi miền Nam Bắc rồi các bác ạ. Vâng, chào anh. Chờ ra 7 phút nữa là ông về. À đây à. Thế anh đi sang xe của ông à? Không. Hay xe. Ôi giời, tưởng xe của ông đây. Bám sát vào em. Bám sát vào trên này. Không phải con này nhá, con này là con của bác chủ xe. Em cứ tưởng con này nó không để ý biển số. À. quên. Nhầm. Con kia con Cerato cơ. Đúng rồi. Nhà bác chủ ở đâu? Đây à? Đây. À vâng, chào chị. Cái này hướng tây là buổi chiều, nó hắt này là hơi nắng tí nhỉ. Chào chị nhá. Vâng. Đấy, nó lại nắng. Không. Kéo lên nó nắng. Nắng tây đây mà. À, nhưng vẫn phải che lại, không nó nắng vào một phần đấy. Cái này. Vâng, xong nó khắc vào. 5, 7 phút nữa là về đây. Vâng, xong khắc vào. Tôi quay mình nghỉ. Ôi, để đi thay xe các bạn này. Em cũng quay mình nghỉ. Vâng. Anh biết chú chưa có. Người đàng hoàng đúng không? Vâng. Anh em vào ông nước đây. Dạ vâng. Thế là anh ông, mấy ông bác nghe. Ông này là ông ấy từ hôm qua nói chuyện là bán xe mà đêm không ngủ được tí. Thế ông định đổi con gì? Fortuner. Fortuner. Fortuner thì chẳng ngon quá. Vâng, nhưng mà cứ bảo là tích lắm, tại vì là đi từ ngày đây là gắn búa xong ông này ông ấy giữ gìn lắm. À thế vâng, anh uống nước này. Vâng, em xin. Từ nhưng mà hình như là em xem hình như là mua lại mà đúng không? Thì xem mua lại. Ừ. Anh em mua lại giữ gìn lắm. Năm 2019. Giữ gìn lắm. À. Mà cứ về đến nhà một cái là bắt đầu lau chùi, cũng nghĩa là nội thất rồi bê
thận trọng vẫn như mới luôn. Thật đấy à? Mà từ tối qua cứ như người mất hồn ấy, bảo là thấy anh này bảo là bảo thợ chưa. Thế xong rồi cứ ủa tít lắm. Cứ thế thôi. Thế xong em bảo thôi bây giờ gắn bố với chiếc xe này mấy năm rồi thì mình lại gắn bố với chiếc lại xe khác đúng không? Cuối cùng là vợ mà, vợ lại quyết được hơn. Em thì em ví dụ như là mình làm cái gì ấy thì là mình cứ quyết đoán này. À. Thì làm cho anh nhưng mà ông này ông cứ tít thôi. Xong rồi. Qua là tập con Polo 17 2017 rồi. À, con đấy nó bán bao tiền? 650. Bán máy số tay. Số sàn máy dầu gì? Máy dầu. Ê, con đấy chạy dịch vụ ở ngoài chả ở nhà gia đình hợp lý quá. Vâng thì con đấy quá hợp lý luôn. Con đấy nhập vào Ito. Vâng. Bây giờ là máy dầu nó vẫn cao tiền. Bây giờ là kiểu như là nếu mà 7 chỗ đấy thì nó nhiều khách hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nhưng mà cứ bán xe này tiếc lắm, một đêm cứ ngơ ngẩn này. Thế, thế. Mãi không ngủ được. Thế xong rồi cứ người động viên ấy. Cuối cùng là tiếc vợ hai hơn vợ cả. Thế xong rồi đến trưa nay ăn cơm cũng thế, cứ ngủ được ra. Thế xong người em bảo là thế mua hai con luôn. Em bảo là thôi tiếp làm gì, ví dụ mình bán mà mình tiếp ấy thì là người sau người ta còn có tin lộc. Thế nhưng mình lại em cứ ở thế nhưng mà cứ động viên như thế nhưng mà thế thì anh thế thì hay nhỉ, em mà cứ bán xe là vợ không bao giờ cho bán đấy, cứ nói đến bán là kể cả ngày xưa đang đi bán tải cũng thế, cũng không bán kiểu đấy. Như nó cũng gắn bó kiểu như là gắn bó ba bốn năm rồi ấy. Không thích bán thế xong giờ là nó mà quen rồi căn bán như này. Ví dụ phải bán đi thì mới có tiền mua xe kia. Đấy. Đừng để chị đi là được. Em đi tập mấy lần rồi nhưng em sợ lắm. Đọc số tay làm sao mà đi được. Vâng, anh chị đúng không? Tập mấy lần rồi nhưng sợ lắm. Rồi thôi thì đi đâu rồi. Mua con số sàn bé bé, đường đây nó cũng hẹp. Không được ấy lắm. Đường cũng đẹp. Hẹp. Phải nói là hẹp. Đường đây hơi hẹp. Đường trên em nó rộng lắm, đi thoải mái. Ở trên anh là Thái Nguyên. Thái Nguyên. Thái Nguyên là ở chỗ không nào anh? Cũng ở thành phố luôn, gần đại học Nông Lâm. Em có một đứa bạn học ở nhà gần bạn thân luôn. À. Ở lấy chồng ở Phổ Yên. À Phổ Yên, thành phố Phổ Yên nó cách mấy chục cây dưới, 20 cây. Vâng. Thế là nó có một cái xe Thánh Tùng cứ đi lên đấy. À xe khách gì? Xe khách ấy, à. đi luôn vâng. Hay về lắm. Mà người trên đấy giàu lắm nhỉ anh? Anh đi đâu đánh xe đâu à? Đi làm về vừa chia sẻ lúc à. Gọi đấy là còn đây à? Hai anh chị hai đứa đây à? Vâng. 10 cây nữa. Cô con gái xinh gái thế nhỉ? Đi vâng. Chụp lâu chưa? Từ lúc em gọi đấy. Chụp năm 2017. Đấy thì bây giờ chắc năm lớn lắm rồi. Năm nay sau đi học đại học năm thứ 3 rồi. À đây à. Vâng. Còn cái thằng bé bé này năm nay lên lớp 10 rồi. Thế lớn này chắc còn xinh hơn này đấy. Giờ xinh hơn. Đấy. Đâu rồi? Còn bé chưa. Bé đâu rồi? Bây giờ lớn chắc là xinh hơn nhiều. Hơn đấy. Cầu. Bé đèn xanh đèn đỏ. À bé đèn xanh đèn đỏ ra. Vẫn đi làm đi. Gì đâu. Người thật việc thật ra đây, ông cháu ạ. Bác vừa đi kiếm được mấy cuốc về rồi. Ôi giời ơi. Bác đi kiếm mấy cuốc về. Vừa chở thằng bạn đi xin đi ấy. Thấy chị vừa bảo là anh ngẩn ngơ từ hôm qua đến giờ. Mình bán chưa tiếc. Tiếc thật luôn đấy. Thật thế thì có cái Fortuner ngon hơn thì tiếc. Em mà vợ mà có xinh hơn ngon hơn thì em đổi chứ không nói em xe. Tiếc. Tiếc không phải bán à? Tiếc không phải bán. Hôm qua là mới quyết định là bán. Tại vì xem được xe là mới quyết định bán. À. Cứ ngỡ ngẩn từ lúc ăn cơm xong đến lúc đi ngủ mà cũng mãi không ngủ được xong. Thế nhưng mà thế thì chị ấy được anh như thế là yên tâm quá. Bởi vì anh rất tình cảm. Với cái xe đã như thế rồi thì với vợ là không bao giờ bỏ. Nhà em gắn búa cái xe này lắm. Về nhà lau chùi xong rồi. Nói chung là cẩn thận lắm. Bên trong nội thất anh tí anh nhòm. Đẹp lắm. Sạch sẽ. Mua được những cái xe như thế thì hay quá. Nói chung nhà em. Thế anh mới khẳng định là cái xe nào nó như thế nào là anh biết thế chứ. Bị nếu mà từ hôm về ngày về giờ bị va chạm hay như nào là anh đã biết chưa. À. Hỏng cái gì cũng gọi cho anh chứ. Ta sửa ở đâu bây giờ cái gì là biết đấy. Thôi thì em xin phép em xem xe tí xe. Bởi vì lại phát sinh thêm một cái là đi mãi Nga Sơn Thanh Hóa đấy. Bây giờ được. Tí nữa đi. Vâng tí nữa xong xuôi nếu mà mua được anh bán rẻ cho em mua được em đi. Để luôn ngoài đấy ạ. Rồi, ok. Cerato 2017. Form Cerato phải nói rằng thanh niên đi là đẹp đấy nhỉ. Cũng cần phải sơn tỉa một chút vì cái này nó bị kiểu như là theo thời gian thôi. Mình sơn tỉa một chút.
Đây biển 34 đây, 36101 luôn đấy. Nhất vô nhị luôn đấy. Nhất vô nhị. Lốp này thì hiện tại em mặt này em đang không nhìn thấy cái đét nó ở đâu rồi. Tạm thời chưa biết được. À. 2017. Mẫu ơi. Ngó anh này cái. Hôm nay về cần phải chỗ này tay cầm nhiều mà nhiều này nha. Cùng nhau đánh giá xem chạy nhiều chạy ít nào. Ui giời. Wow. Đấy các bác nhìn này, những cái con mà chạy nhiều nhiều rồi ấy, thì nó hơi mòn tí chỗ này này. Cái vị trí của cái phím bấm này này. Đấy. Vô lăng. Vô lăng thì da nó vẫn là da zin nhưng mà chưa bị sờn. Nhưng mà phải nói rằng là bác này cũng khá là giữ xe. Đấy. Em bật cái capo này. Rồi, đây. 20 vạn này. Đấy, 20 vạn luôn nhá. Trần thì bọc cái này là bóc ra thì nó như mới nhá, không có gì để bàn nhá. Thì em nhìn nó rất là sạch. Đấy, đây anh em nhìn này. Đấy. Cần số, đấy cần số con chạy 20 vạn các bác nhìn này, cái phần này bằng da. Như cầm da, da mình cầm như này thì chắc chắn rồi nó bị mòn và cái này sẽ bọc lại được. Đấy. Da này thì không cần bọc. Da này không cần bọc, xe đã lên màn hình Android. Đấy, điều hòa auto. Đấy, cửa sổ. Con này không có cửa sổ trời, bản này bản thiếu mà. Rồi, bây giờ thì cần phải xem lại xem là xung quanh xe có bị va chạm đâm đụng gì hay không. Còn về nội thất thì không có gì để bàn lắm nhá. Đấy, không có gì để bàn lắm. Đây, rất sạch sẽ, đẹp đẽ này, các bác nhìn này. Đấy. Phần trên này, ui, táp lô thì không có gì để bàn. Rồi. Con này thì không có ý rồi. Anh nói thật, vì cái con nào như nào thì anh đi biết mà. Biết là không phải nghĩ nhưng mà về cơ bản thì cũng vẫn phải coi như là xem. Đấy, các bác nhìn nhé. Cái cửa này. Chứ có dở tháo. Đấy, thế phải cần xem kỹ hơn tí nhỉ. Cứ phải xem kỹ thôi, vâng. Tất nhiên. Đi mua mất tiền thôi mà. Vâng. Zin. Phần sơn này là sơn bên trong cũng nguyên bản, chưa sơn lại. Đế kính 2016. Đế kính 2016. Mở cho anh cái cốp ấy. Cái xe hạng C, xe hạng C mà nó không thiết kế cái nút mở cốp ở đây luôn đấy. Đầu có vấn đề gì không? Đầu không, mới tháo cabo là thế bạn, còn đầu không sao. Cái gì đây này? Cái này là để này. À, cái này chắc là để ngồi cho nó mát sau khi đợi khách đây đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Một cái bình, một cái quạt 12V. Đợi khách. Chờ khách. Ngồi chờ khách. Ờ thế cũng được, nó mát đúng không? Alo, tôi xe nào được quá. Con này thì về. Về phải làm đẹp hơn nhiều. À đấy ạ. À? Bác mua à? À đấy ạ. À? Con này cả cam hành trình là ông mua. Cái này là cũng ủng hộ này, cam hành trình này. Cái con cabo này đang có vết vặn nhưng đang chưa hiểu là tìm nó vặn ra làm cái gì để nghiên cứu. Không biết cái gì cả. Nghiên cứu xem nó tháo ra làm gì nữa cơ. Chỉ thì vẫn zin ở đây rồi. Không phải. Không, nó bị tí đây rồi. Nó bị tí khu này, nó nắn lại sơn đây rồi. Nhìn cái lỗ. Lỗ tròn xe hay không? Đâu tròn đâu, anh nhìn xem. Đây, lỗ của nó phải mỏng tang này này. Đấy, lỗ này nó bịch bịch rồi. Anh sờ biết hoặc nhìn kỹ. Nhưng mà nó bị nhẹ thôi, không sao à. Cái đấy đó gọi là ngoài da thôi, không vấn đề gì. Đây nó bị tí chỗ này, còn chưa mất chỉ cơ. Nó chỉ méo thôi. Thì méo nó nắn thôi. Con xe của anh mới mua về mấy hôm nhỉ? Vâng. Công trượt để ba phát một tí cũng mất một tí này, không mất ấy nhưng bẹt một tí này. Chỉ nó không mất nhưng mà nó vẫn phẩy sơn lại rồi. Cái nào móp mép gì đấy. Nó không nhìn ra được nhưng mà đấy nó tháo ra chắc nó làm cái đấy. Chắc là từ mới nó làm hãng. Nó làm hãng chắc. Trong này không có vết rút vết nước gì hết này.
kia đi có vấn đề gì thôi. Mẫu ơi, em nhìn cho anh cái logo con này nó ở đâu? Anh không thấy có luôn đấy. Không có đúng không? Chưa xem, từ từ. À đây đây, tưởng không có logo là là không ổn. Chuyện bình thường. Không có logo là bị thay. Đây là nguyên số vin rồi. Hả? Xem anh cái kính nhá, cái kính nó có. Không có cái gì. Ui giời. Thế thay dầu nó bắn ra. Vâng. Thì nhìn ngay biết ngay mà. Từ ngày mua về thì bác đã làm gì cho nó không? Chả làm cái gì. Cứ đổ dầu đây của ông này. Làm cái gì là gọi ông này. Làm cái gì là gọi luôn. Nói chung là máy móc nó không động cái gì. Rồi, chưa động gì, máy số zin luôn ý. Máy móc thì zin rồi. Không động cái gì đó, không động cái gì. Vâng, rồi, ok, xem qua phần đầu trên này cái. Ok, muốn đợi gì? Cái này là độ đèn. Cái này là đèn LED. Đây hai cái ba lát đèn LED đây. Logo này vẫn còn thì cái mảng này chưa thay nhưng mà cũng bị tháo ra sơn rồi. Đây không tránh được rồi, chạy cần đấy thời gian thì không tránh được. Không tránh được. Xem qua cái dòng quyết của nó đây. Kính quanh xe ok không? Giờ là lúc này. Ủa gầm ngon lắm ạ. Gầm ok. Gầm không có gì để bán. Ngoài kia có người giúp. Bác đặt xe bấm mới chưa? Bao khi nào bấm? Đặt mới à? Chứ. À, có nghĩa là bây giờ con này nếu mà trường hợp mà mua được thì về em cho tiến hành rút hồ sơ. Khi mà rút hồ sơ mà bác vào tên con kia thì cái biển của con này này nó sẽ vào con đấy. Thích chạy biển vâng. Bấm mới phải bấm trước. Nếu mà đã rút rồi thì nếu mà bán được mà là ấy. Chống chưa? Để nổ cho anh cái. Xem qua cái động cơ này cái. Xong vào thử số trước xem nó ngọt ngào không nè. Chạy thử đàng hoàng đi nào. Nhiều khi xem không cần phải chạy. Đấy. Rồi nghe tiếng thì có vẻ là ổn. Xe thì bác vừa chạy về. Ây da. Bác ơi, tay khỏe bạn em này phải. Rồi tay còn yếu hơn. Đấy, đấy thấy chưa? Tay bác còn khỏe lắm. Ok. Máy móc thì không khỏe mấy. Vâng. Em này mà. Rồi máy móc thì cái này gì? Mỗi tội là về nhiều vẫn phải làm lại một số chỗ. Cái này thì thợ nào làm những cái này nó bị xấu quá. Đây là cái vết va quẹt này. Đâu, đây là hôm nay là anh hịch được cái bờ hè. Thì thế thì gọi là va quẹt chứ còn gì nữa. Cái bờ hi nó cao cao này, mình đi mình biết là ấy mới. Làm lại hay nhiều. Làm lại toàn bộ cản này sơn này. Mé bên phải có làm lại thế nào không? Đây không phải làm lại này. Đánh bóng là được này. Đấy. Đánh bóng được rồi. Cản sau là phải làm lại này. Cản sau làm lại. Bên này này, một cánh cửa lại cũng phải sơn lại này. Cái mới qua bị. Lại mới hôm qua bị. Mới qua cái đứa từ quân đến đây em ngang. Cái này anh bóng có khả năng hết mà. Nếu mà bị cái này không vòng nó sâu, sờ thành sâu rồi không hết được. Nó thành cái vết mà mình sờ không thấy gợn thì nó hết. Rồi em đóng nắp các thứ xuống. Nhưng mà nhà nước. Vết sức con tí thôi và lại. Nhưng mà anh vẫn không bảo em là nó húc một tí vào vỉa hè. Anh tả thì chuẩn nhưng mà nó lại không ý bởi vì em mở cho anh cái. Cho anh cái đăng kiểm trước này. Bác đăng ký lại từ năm nào? 19 20 Tháng 1 2020. Tháng 1 tháng 20. Nếu ngày trước, trước là bác cũng mua lại của showroom. Đúng rồi. Trước bác cũng mua lại của showroom. Em đăng ký. Đăng ký này của bác tháng 1 năm 2020. Thế lúc bác mua là nó chạy được bao nhiêu vạn? Hình như là 5
Lúc mua chạy 5 vạn bây giờ lên đến 20 vạn là chạy 15 vạn là trong vòng 3 năm, mỗi năm bạn mỗi thì mấy năm tặng dịch cho chạy gì? Dịch thôi. Thì cũng phải đâu, cũng ít. Không, mấy năm dịch có chạy gì đâu. Vừa mua chưa bán là dịch luôn. Thì gọi là trung bình một năm 5 vạn, đúng không? Đấy, 20 đến bây giờ mà. Đó, thì mua xong một phát là dính. Bác tên là Nguyễn Quý Vang cái này, à. Xong rồi mà bảo ông ngày xưa đặt quý vàng thì phải ngon. Quý vang này. Quý vàng, còn quý với vàng này thì nó chả hay à? Em check cái phạt nguội nào. Không, bác có chạy nhiều lắm. Anh check tục mà. À dạ. Nhưng mà kể cả phạt nóng gần như nhà em chưa bị bao giờ. À dạ. Bác cái cẩn thận thì như thế. Vâng. Check chạy biết đi. Check đây đi, cứ lên Hà Nội về là phải lại phải check. Ờ thì làm sao đã ra ngay được? 15 ngày sau. Đây thì đây, cứ lên Hà Nội là check. Vâng, 15 ngày sau nó mới lên hệ thống. Nếu như mình không đến cơ quan để mình nộp thì nó sẽ lên. Gửi về ngay mà. Vâng. Nó sẽ gửi về. Còn năm nữa, ước kiểu còn năm nữa nhỉ? Em không để ý đăng kiểm lắm. Đây đến tháng 6 hôm nay thu. Tháng 6 à? Cái này nó lại hình như nó lại ra hạn cái gì nữa hả? Chưa, những cái mà nó hết đăng kiểm thì nó mới ra hạn. Còn nếu không thì nó cũng không ra hạn nữa. Thì mình hết đăng kiểm mình đi đăng kiểm thôi. Ra hạn xong rồi hết rồi vẫn duy thu. Đấy, năm 2020 thì bác mua con này bao tiền? Con này 465 triệu. 465/2020. 475. Đúng cái thời điểm đang cao nhé. Thế mà gần Tết mà, cái đấy không có gần Tết mà. Bây giờ mà bán thì nó lại sẽ như nó sẽ lỗ là tầm 150-160 thì 3 năm nó kiếm được gần đấy chưa? Cốt. Đó. Thì em có trao đổi với anh tên gì em quên rồi. Anh Hùng. Ở trên đấy, anh Hùng. Thì em bảo là xe đẹp tất cả ngon lành thì em mua được là 315 triệu. Em có trao đổi với anh ấy. Nhưng mà bây giờ nó xước xa tí anh bớt cho em xíu về em gọi là sơn tỉa thì cho đẹp. Bạn thế là nói chung là anh em mình chỗ em cũng không xin nhiều bởi vì là nó có bị sốc một cái cửa, một tí va đờ sốc cái đầu chắc khoảng 2 triệu. Em không mặc cả nhiều đâu. Đấy bởi em xuống tận đây mua anh ở xa xôi. Khoảng 320. Nó chạy nhiều quá. Bán này tít lắm thật. Thực ra bán cái tiền anh quá tít. Có cái vợ đúng máu anh mới bán chứ. Còn anh như anh không phải lại bán. Em lại muốn 300. Thực sự như nhà em. Nếu mà như anh bán như anh thì anh em thời gian không bao giờ anh bán. Vâng. Vì là xe của anh đi về anh biết mà đi mấy nào là anh biết. Vợ nó quyết đổi lên Fortuner cho anh. Anh ngồi Fortuner là một cái sự khác bọt luôn. Không thì ai chẳng biết thế nhưng mà anh bán cái này hơi tiếc. Vâng. Bởi vì tiếc nó vẫn phải đổi chứ làm sao. Vợ nó khi là phải bán xe là phải tiếc thì người ta mới mua. Em bảo mua này không? Nhưng mà bán xe mà phải mua. Đúng ra anh là. Nhưng mà anh tiếc như này thì người sau người ta mua người ta còn bán lâu. Thế chứ nếu mà lại mua xong một cái như chút được gánh nặng đấy thì anh biết đúng không? Nhưng mà nhà em cũng bạn xem vậy. Anh xem kênh của chú nhiều rất nhiều. Ban đầu là nói chung là anh biết là cứ em là mua là thật, người vâng, thật tôi thắng. Thì em cũng bảo anh đấy, xe đẹp thì em mua được 32, còn nếu mà xe chụp nhiều xấu thì em 315. Đấy, thì em cũng bảo thế. Chứ em có mặc cả nhiều xin nhiều đâu. Nó mà đi cái xe này tránh nhà làm một chút một tí. Vâng. Không phải tránh. Thì em chỉ xin cái tiền công lấy cái tiền làm đẹp tí thôi, chứ không nhiều. Đấy, còn 320 ấy thì anh mua đủ anh bán thì em tiếc lắm thật. Anh để cho em 313. Con này thì đấy em không phải nói dối, vẫn còn tin nhắn với anh. Em bảo rằng là nếu mà xe đẹp ngon ấy thì em mua được đấy, nhưng mà xe lại chạy nhiều thì em bảo thế thì em mua 315, em bảo anh bảo mấy anh bạn anh hộ em nếu được. Đấy, còn nếu xe xấu thì em bị bớt tí đấy. Đấy thì đấy em cũng nói rõ luôn, trên đấy xuống đây thì xe cũng 20 vạn rồi, nhưng mà nói thật với em anh chứ xe 20 vạn thì nó cũng chưa nhầm nhè được với có xe cả. Thế tuy nhiên thì để mà cái dầu này mới thay này, dầu mới thay anh ạ. Một con xe như thế này nhưng mà nếu nó 7 vạn thì nó lại khác. Nếu các showroom là nó thường nó tua hết. Đấy. Thế nhưng bọn em xe này chưa túi nào đấy. Thế em mới bảo thế. Nó xuống với dụ 10 12 vạn nó bán được giá, nhưng bọn em mua người thật việc thật và xe cũng thật luôn. Đấy, cái cuộc nói chuyện với anh em như với anh như thế này, với anh ấy như này là tất cả là mọi người nó đều công khai chứ em không có giấu cái gì cả. Đấy, thì về em chỉ cộng vào được 10 15 triệu em bán, đấy là em có nói thẳng. Đấy. Thì làm đẹp làm những cái thứ nữa chứ không được nhiều lắm đâu. Cái này cũng phải tí tốt lên cho người ta. Vâng, phải làm đẹp là đặc biệt là cái phí rút hồ sơ nữa. Phí rút hồ sơ nó mất 4 triệu rưỡi riêng ở Hải Dương thôi.
đấy, 4,5 triệu để mà rút hồ sơ cho người ta nữa. Đấy, thì bác xem nào, để cho em cái 313. Đấy, thì em viết cái giấy xong rồi là bác, à em chuyển khoản cho bác cái là xong. Thôi không tiếc nữa. Đấy. Chị nhà thì xinh đẹp thế này mà cứ tiếc cái xe. Ơi. Chờ vợ. trên TikTok chả có cái video là suốt ngày rửa xe, vợ đứng bên cạnh bảo ấy chăm xe ghê, chăm hơn cả chăm vợ. Thế là nó đổ cho cả xô nước vào đầu, nó chăm lại y như chăm cho cái xe luôn đấy. Hai là con mèo em rốt ở trong kia rồi chứ không ra đây nó quấn làm mèo. Thế là... đi làm về chỉ có bế mèo thôi, xong thế... chăm chút xong thế... tắm rửa, có nghĩa là ngày nào cũng phải tắm cho mèo. Thế còn cái gì không? Còn cái gì hơn chị nữa không? Chị tả nốt cho em cái. Quý mèo lắm. Đấy, thế là chị vợ vẫn đứng là thứ ba thôi. Ơi, vợ là thứ ba gì? Cái gì mà con mèo xong rồi mới đến vợ. Nói chung nhà em là người sống tình cảm, cô hai đứa. Quân đi học trên Hà Nội, tối nào cũng phải nhắn tin với Quân. Tối nào cũng như thế. Mẹ thì ít nhưng mẹ ra rìa luôn đúng không? Mẹ ra rìa luôn. Chú ý là bạc không được rồi, hôm nay thì mà hôm qua tắm cho mèo thì hôm nay tắm cho chị cho em nhá. Đấy, cho nó đồng đều một tí. Tôi không buồn nữa. Chốt như thế đi anh nhá. Anh vàng nhá. Hôm nếu mà lấy được thì em còn phải gửi về Hải Dương, em gửi xe ở đấy xong lại đi vào Thanh Hóa rồi. Đấy, lại một phát vào cho tận Thanh Hóa. Chẳng biết được việc hay không. Thì đang lại đến đấy à? Mai kia đi. Mai anh em ở trên nhà xuống. Ở người đến người đấy. Chắc là ở đâu rồi vô. Không không. Người từ trên đấy xuống đấy. Vâng. Hôm nay cũng không nghĩ là không. Không. Không phải em tên vợ đâu à? Em vợ đâu? Em vợ ở này nhà, em cu cậu ở nhà. Cô béo, mịch béo. Vâng đúng rồi. Đây là mộ à? Dạ. Thôi chốt vậy anh Vàng nhá. À, mộ lên ra lấy giấy đi em. Nào? Tất chút là bọn em mua bán cũng nhanh không. Thì em cũng bảo thôi, em có sức bảo mặc cả vài ba chục đâu. Em nói thật thế, bởi vì xe đúng như nào bọn rất cảm ơn anh, là anh tả nó đúng, nó sai tí thôi. Vâng, 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 biết con ạ, nhiều người mất việc lắm anh ạ. Anh nhiều thì cũng vừa biết về xe một chút. À, thế, vâng. Biết xe đúng. Thì đây, đây. Hai em là thân đau lắm, đi đứa đâu mà cứ thằng nào mà buồn ý đau bụng là cũng nhắn đi cho hai năm. Ví dụ nó học vặt cái gì mà hái lại điện cho lại đấy, lấy ngay. Ở đây vâng. Cái này vậy, không có gì đâu, cũng chỉ vậy, ở đây đi đâu bán thì biết thì vâng. Gọi cho mà ấy, bình thường. Đấy thì bác cho em mượn cái căn cước. À, anh chị có giấy kết hôn đấy chứ đúng không? Em có. À có, cho em xin với, cho em mượn. Quan trọng mỗi đấy. Đó trước đấy. Đấy. Chị nhà sinh gái như thế này thì anh đi làm ngày nào chẳng phải về. Làm gì trốn được. Chị ơi ký cho em xin một chữ. Đấy, chị ký trong góc này là được. Đây. 313 về làm lại con này. Con này bên làm bán bên vẫn phải làm. Bên kia kìa. Anh nghe lại bảo bọn à, đúng, đúng rồi đấy. Quen bạn. Trong chỗ nào đi chỗ đấy. Đây đây đúng rồi. Đi ra đấy. em chỉ nhưng mà chắc chỉ nhầm. Úi giời ơi, chữ ký của chị đẹp thật. Chị làm gì đấy? Kế toán hay gì à? Em bán hải sản đấy chợ. À, vậy vâng. Ơi. Đây, anh chị đã nhận được tiền chưa? 313 triệu. Chị bảo vừa nhận được xong. Em bỏ cái giấy tờ này các thứ vào túi nhé. Ở ngoài xe thì bác đã cầm đủ hết các thứ vào chưa? Không có quản gì đấy. Okay. Thế bây giờ anh em mình về chỗ, về Hải Dương. Vâng. Bắn về thành phố Hải Dương xong không rồi sang là... bên đường Pháp Vân. Đâu, đi Hải Dương mình đi sang đi, nếu mà đi Thanh Hóa đi ra cầu Trung Hà. Vâng. Đi cầu Trung Hà. Nhưng mà vẫn qua thành phố Hải Dương đúng không? Đúng rồi, vâng. Đi, vâng. Đi, đi về đi, làm Thanh Miện ấy. Ý em là gửi xe thành phố Hải Dương xong rồi mới đi. Đi Thanh Hóa là đi gần thành phố Hưng Yên thôi rồi sẽ đi nấu cầu Yên Lạnh được. Đâu, đi đâu, mình đi cầu Lệnh Bịch Dở. Không. Đây bọn này đi lên về đây đi cao tốc không có ấy gì đâu. Đi cao tốc ai đi ấy cơ. Đi em đi Nga Sơn Thanh Hóa là nó sẽ đến Ninh Bình, đến Ninh Bình đi thẳng. Thì chả đi qua Hà Nam nếu ở đi thế đi, không đi đường cầu Trung Hà.
Có những Hà qua có những Hà rẽ phải một phát là đường tua đẹp thẳng lư, không có xe đến đạt các cầu Hưng Hà, cầu Hưng Hà. Thôi được rồi. Thế thì không đi lên trên gần thành phố Hưng Yên rồi đúng không? Thành phố Hưng Yên không đi sang cao tốc. Đúng rồi. Nếu đi kia cũng nên cao tốc, bởi đi đối với cầu Hưng Hà không mất phí thì cũng nên cao tốc. À, đường cũng đi. Nhanh lắm, đường mở đẹp tua. À đấy. Đúng rồi. Thì tôi sẽ chọn em sẽ chọn hướng đi. Em bảo nhá. Bên dịch vụ mà có alo anh nhờ anh ký cho cái vào cái hợp đồng mua bán ấy thì anh hỗ trợ em nhé. Vâng. Số điện thoại thì vừa xin chị rồi. Vâng. Đấy. Thì thôi xong chưa? Anh em mình còn đi còn bắn xuống mãi Thanh Hóa nữa cơ. Anh này rút hồ sơ này. Mà tôi gọi là rút thì có phải có người đến đây chưa? À đây. Chắc là nó sẽ hỏi, nó sẽ đến nó sẽ hỏi một nó sẽ đến nó ký, còn nếu không thì anh chị không cần quan tâm đến cái đấy. Nó mà không cần anh chị ký thì thôi. Đấy là em cứ bảo thẳng thôi. Nếu muốn mua xe thì là cứ đăng ký đường đúng không? Không. Chị mua xe kia thì trước khi mà chị vào tên ấy thì anh gọi cho em cái nhé, gọi cho em thấy em rút xong chưa, khi mà em rút xong rồi thì cái biển số mới định danh về tên anh ấy. Để em thấy được. Vâng, có nghĩa là trước khi bấm biển thì hỏi em này, cái hồ sơ đấy của em rút xong chưa, nếu rút xong rồi thì anh chị mới lấy được lại cái biển nhất nhất vô nhị này này 36101 này, còn nếu không là lại phải bấm biển mới. Đó, thế xe sau anh chị mua xe thứ hai nó mới lại cho vào cái biển số này sau 5 năm. Đấy, luật người ta. Nếu mà sau 5 năm mà không quá là hủy, thấy chưa? Vâng. Thôi được rồi, bây giờ thì cũng đã là đã hơn 5 giờ rồi. Em xin phép nhá. Vâng. Rồi, thì cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh. Có gì đâu. Em chào anh ạ, anh chị. Vâng. Anh. Thế anh mình làm được cũng nhanh, anh cũng vừa quyết hôm qua cái hôm nay vừa quyết hôm qua cái hôm nay mất luôn. Đây anh cầm đây rồi. Đi thẳng vào có chỗ quay đầu không ạ? Đây đi em đi đây. Đi đây rẽ trái là ra luôn đúng không? À. Đến cái quả vừa lại rẽ trái. À đấy ạ, vâng. Rồi em cảm ơn nhá. Quay về lối cũ cũng được. Thôi em cảm ơn em đi đây. Vâng. Rồi các bác ạ, dù gì thì cũng lại chốt một em. Giá cả thì không phải bàn, nhưng mà để mua con này với cửa tiền nhỉnh 300 một chút. Đây các bác nhìn này, cái camera nó quay phía đầu phía sau đẹp không? Rất đẹp luôn đúng không? Đấy. Thì em nghĩ rằng con này nó cũng khá là ok để cho các bác nào mà có nhu cầu sử dụng một con xe hạng C để mà đi gia đình cũng như là dịch vụ. Còn nó chạy là 20 vạn thì cái chuyện rất là bình thường thôi. Đấy, không có vấn đề gì cả. Rồi, ok, để em quay đầu xe đã các bác nhá. Em về đến thành phố Hải Dương rồi các bác ạ. Đấy, thành phố Hải Dương này thì em sẽ vào bệnh viện đa khoa của thành phố Hải Dương để gửi cái xe ở trong đó. Đấy, sau đó là hai anh em tiếp tục di chuyển vào trong Nga Sơn, Thanh Hóa. Các bác thấy không? 6 giờ kém 20 rồi này, 17 giờ 42. Đấy, ngoài trời thì cũng nhá anh em rồi, nhưng mà các bác xem ở trên con GoPro thì nó cân bằng sáng tốt ấy. Thế là nó nhìn như vậy thôi, nhưng thực chất thì cũng đã tối rồi. Đây này, người ta thắp đèn cây LED cái thứ đầy đủ hết rồi. Thành phố Hải Dương quá khá là đẹp các bác ạ. Phải nói rằng là rất ok. Đấy. Đến đây, ở đằng trước kia bác nhìn thấy có một cái biển kìa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đấy, thì bọn em sẽ vào trong đó sẽ gửi tạm một cái xe ở đó. Thì em đang chưa biết được là mình gửi con xe của mình hay là gửi con Cerato. Đấy, con này của em thì ngày nay nó cũng đi được khá nhiều rồi, mấy trăm cây rồi. Khả năng là cho nó nghỉ ngơi thôi, xong rồi mai vòng về qua lấy. Đấy, thế nhưng mà vòng về qua thì các bác biết là nếu mà đi từ Thanh Hóa trở ra vòng qua Hải Dương thì nó lại hơi ngược cung đường một chút. Còn nếu nó bắn thẳng về Hà Nội thì lúc đấy nó lại là cung đường về đúng không? Đấy, thế nhưng mà ở đây thì nó hơi ngược một chút. Thôi thì cũng không sao cả, đành phải chấp nhận thôi. Đấy, một là mai em sẽ quay lại đây em lấy, hai nữa là sẽ có người từ ở Thái Nguyên đấy, xuống đây lấy về các bác ạ. Đấy, đi mua xe nhiều khi nó vất vả như thế, trăm mấy chục cây số đi từ lúc 2 giờ chiều cho đến bây giờ. Đấy, bây giờ cũng đã là gần 6 giờ tối rồi mà thường xuyên ngồi trên xe, thời gian mua thì không có mấy, cũng khá là vất vả các bác ạ. Nhưng mà thôi, nghề nào thì ta phải chấp nhận cái nghề đấy thôi các bác. Rồi, đây, vào bệnh viện để em gửi xe cái đã. Em đang ở trong bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đấy, bây giờ là 17 giờ 48 là 6 giờ kém 15. Thì hôm nay em sẽ để cái xe của em, xe này ở lại, là bởi vì là mai nếu em Hùng em có xuống ấy thì em sẽ cầm luôn cái chìa khóa sơ cua của em xuống và đánh con xe này về thôi. Thế còn con xe này thì hôm nay em sẽ gửi ở đây. Còn nếu mà trường hợp mà không mua được thì em Mậu lại tiếp tục đi ra đây, đi vòng ra Hải Dương này để mang cái con xe này của em về các bác nhá. Đấy. Rồi. Đây.
tạm biệt Beijing nhá, mai chúng ta gặp lại. Con này của em hệ thống định vị rồi thức camera bảo vệ khắp xe luôn. Anh em mình đi bằng con này. Thì mai nếu mà anh em mình mua được nhá thì thằng Hùng hay là ai sẽ đánh xuống đây thì cầm chìa khóa sơ cua của anh cứ đánh ra luôn, có vé đâu, đúng không? Ừ, thì cầm chìa khóa ra trả tiền là về thôi. Đúng không? Hả? Cô nó hơi cứng á, kiểm tra chắc là chưa quen thôi, đi thôi. Đấy. Thì tiếp tục di chuyển bằng cái con này là con vừa mua để đi di chuyển về Nga Sơn Thanh Hóa các bác nhá. Đấy, lốp láp các thứ của nó thì vẫn còn ngon, vừa nãy kiểm tra qua rồi. Đấy, dầu nước còn chưa kiểm tra nhá. Mình chạy xa chứ. Mà các bác chạy dịch vụ và bác cẩn thận như vậy, chạy dịch vụ gia đình nhé. Mà bác cẩn thận như vậy thì nghĩ rằng là khá là ok thôi, không vấn đề gì cả. Rồi, xong chưa? Đi, để chìa khóa đây anh chạy cho. Không, chú mắt kém. Chú mắt kém. Rồi, lên xe. Chạy con này tiếp tục vào Thanh Hóa các bác nha. Nếu mà tối hẳn thì đi lại cơ. Ôi giời, xăng cộ còn nhiều không? À, còn gần nửa bình. Cũng được đấy. Rồi. Không quen. Giật cá mình. Để số tự động. Em cài số không sợ trôi. Đang để số, bình thường có để đâu. Rồi. Trôi. À, bây giờ di chuyển nhá. Các bác thấy tối chưa? Mời các bác đi cùng em nhá. Tối quá các bác ạ. Đang trên đường để di chuyển quốc lộ, là quốc lộ gì nhỉ? Quên rồi. Em xem nào. Quốc lộ gì để di chuyển sang 38B. À, quốc lộ 38B để di chuyển sang cầu Yên Lệnh và sang qua và qua Hà Nam các bác. Đấy. Thì qua Hà Nam qua chỗ Đồng Văn và lên cao tốc của cầu rẽ Ninh Bình, sau đó là bắn thẳng xuyên thẳng xuống Nga Sơn. Đấy. Thì bây giờ là 6 giờ 18 phút. Đấy, bọn em dự kiến là sẽ ăn tối ở tầm chỗ Đồng Văn khoảng đó. Đấy, sau đó là tiếp tục hành trình. Bây giờ còn cách đó khoảng 135 cây số nữa. Đấy, khá là xa phải không các bác? Mời các bác nhá, cùng em hành trình nhá.